Hôm nay đập hộp cho cụ xem bộ ấm chén 1.200k rồi, 2.100k, xem nó có cái gì mà sao đắt thế nhở. Mua hộ thôi các cụ ạ, mua hộ để cho ông anh ông ấy tặng thôi. Để em xem nào, xem nó có cái gì bên trong mà nó đắt thế nhở. 2.100k là đã có cả hộp rồi nhá. Review hay review sản phẩm, xem bộ ấm chén 1.200 cái gì đây. Wow. Hàng này là đi mua hộ đây các cụ nhá. Em review thôi, không phải lúc nào cũng bán hàng đâu. Ai mua hộ thích thì mua hộ. Thứ nhất là như nào nhỉ? Cái bộ cái chén này của nó khá là lì nhá, lì đấy. Và đây này mọi người nhìn này đấy, hàng tử sa chuẩn của Bát Tràng. Bộ này là hàng tử sa chuẩn của Bát Tràng, nhưng mà để mà phân biệt được ấy, hàng tử sa ấy chuẩn ấy, thì là em sẽ bảo mọi người nhá. Bây giờ những cái hàng như thế này ở ngoài thị trường ấy nhiều lắm. Thường thường là đất trắng, đất trắng xong rồi tráng cái men này, gọi là men khô. Rất khó để anh chị nào mà chưa từng mua có thể đi qua Bát Tràng và bị dính. Thực ra chỉ là đất trắng thôi nhá, vẫn bốc phét là hàng tử sa như bình thường. Nhưng mà những cái bộ tử sa ấy thì anh chị cầm nó nặng. Ví dụ như cái chén này mà là hàng đất trắng này rất là nhẹ, nhưng mà riêng đất tử sa, ấy tác dụng uống như thế nào, pha chè như thế nào thì mọi người lên Google check nhé. Uống chè các thứ là rất là thơm, có khi là để trong cái ấm này cả tuần chả thiêu luôn đấy. Thực ra cái giá của nó 2,5 triệu thì cũng đáng đồng tiền thôi, tiền nào của ý mà mọi người ạ. Mọi người nhìn này, cái chén này nó lì lắm. Và một điều đắt của nó nữa, một điều đắt giá hơn của nó nữa, hơn mọi cái mặt hàng khác của nó là như nào nhỉ? Cái đồng này của nó là đồng bạch mọi người ạ. Oxy hóa rất là lâu, bị oxy hóa. Nói chung là đồng bạch là đồng chuẩn nhất rồi. Bóng đẹp như là vàng 750 đấy, hay gọi là vàng Ý đấy. Đấy, mọi người nhìn này, rất lâu là bị oxy hóa nếu mà mình cứ để không không động gì đến qua nước chè các thứ thì lâu là bị oxy hóa cực kỳ. Cái hàng này thì em Vinh đã ngày xưa đã bán rất là nhiều, rồi. Mọi người có thể lên check là Google check là nghệ nhân Tuấn Lâm nhé, rất là nổi tiếng. Chuyện này cũng có chữ chữ T và L này, Tuấn Lâm này đấy. Nếu hàng chuẩn từ xa thì mọi người nên xem lại này, có chữ Tuấn Lâm này, Bát Tràng này, chữ T và L này, viết cách điệu này đấy. Mọi người lần sau mà có mua ở Bát Tràng, đến Bát Tràng mua thì hãy tìm những cái bộ ấm chén nào có ký hiệu như này nhá mọi người nhá. Hàng này đã được bản quyền, đã được đăng ký bản quyền đấy. Một cách phân biệt rất là dễ dàng như thế thôi. Và mình cầm bộ ấm chén mình ra đây thì nó sướng tay rồi đấy. Đây là những cái chữ, đây là em mua hộ này đấy. Chữ in là Quốc hội Việt Nam này. Cũng rất là sắc nét đấy. Rất là sắc nét đấy. Cái này thì không in được, ở đây chỉ là in nhũ vàng thôi mọi người nhé, không in được vàng kim đâu. Vàng kim lên cái này nó không đẹp đâu, cái màu đất này nó không đẹp đâu đấy. Đấy. Vàng trắng của nó đẹp không? À quên, đồng trắng bền, đồng này bền cực kỳ luôn. Một bộ như thế này 2,1 triệu là nó còn gồm mà 6 đĩa này, một đĩa lót ấm ở dưới này, đấy 6 đĩa kê chén này,
một hộp tăm này và một gạt tàn này. Đây là ông anh ông ấy không dùng hai cái món này nữa thì là thôi không không không, không gửi cho anh ấy nữa. Đấy, bộ như này là rơi vào 2.100.000 đấy, bao kèm hộp mọi người nhá. Nói chung là tiền nào của ý hàng quá là chất lượng luôn. Mà phân biệt từ xa như nào thì em cũng đã bảo mọi người đấy, mà một cách nó dễ dàng hơn này mọi người này. Thế sau một ví dụ như mà có đen đủi vỡ một cái chén em vẫn muốn, nếu mà lấy hàng em vẫn sẽ bù cho mọi người được một cái chén, nhưng mà tức là khi mà bị vỡ ấy, thì là cái lớp đất ở trong nó sẽ là màu đen nâu đấy, chuẩn là đất từ xa mọi người nhá. Còn hàng từ xa mà nếu mà ai chưa biết ấy, thì hãy lên Google đánh là ấm chén từ xa thì là sẽ biết là tác dụng và công dụng của nó như nào, không phải là tự nhiên nó đắt đâu. Một bộ như này ở ngoài thị trường nó cũng không cao đâu, tức là đắt nhất là cái bộ đồng này đắt dã man luôn, đắt nhất là cái đồng này. Một bộ như này thì nếu mà ai muốn mua không như này thì giá nó không cao đâu, nó cũng bình thường thôi mọi người nhé. Và in chữ này, in chữ đầy đủ này, quá tuyệt vời luôn. Ông anh ông ấy mua một bộ rồi nhưng mà lại thích bộ nữa bởi vì về nhà dùng chất lượng quá đấy, mua hộ thôi. Đây là cái ấm bộ này mua hộ thôi, bởi vì anh ấy đặt ở cái bình to quá rồi, mua hộ cho anh ấy. Đấy, mọi người nhá, quá đẹp không muốn rời mắt của nó luôn. Nói chung là cầm cái chất chén này ấm này cầm nó chắc nịch luôn, cầm nó sướng tay luôn, mịn. Hàng này là kiểu như là thủ công nhưng mà là độ hoàn thiện của nó đến 99%, không có cái gì để chê nữa, quá đẹp tuyệt vời. Đấy. Một clip review cũng là một clip để cho những ai mà chơi hàng từ xa thì sẽ qua Bát Tràng và mua hàng chuẩn mọi người nhá, mua đúng hàng chuẩn nhá. Đấy, bảo mọi người cho những ai không biết thì mua hàng chuẩn. Còn những cái mọi người đừng có nghĩ là hàng từ xa của Bát Tràng thì tất nhiên là cái hàng từ xa của Trung Quốc là nó là đỉnh cao nhất rồi, nhưng mà tức là chú nghệ nhân này là chú ấy cũng là mua công thức ở bên 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 tàu đấy và không rẻ đâu nhá. Em thấy bảo ngày xưa mua tiền tỷ thì cái công thức ấy chứ không phải là tự nhiên mà mò mẫm mà ra được đâu mọi người nhá. Thôi hẹn gặp lại mọi người ở những clip tiếp theo, clip này review thôi, chào mọi người nhá.